Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Em thường lên sóng giới thiệu cho mọi người một gốc cà te Krông Pa, hay còn gọi là gõ đỏ này. Ôm cục đá cực tốt, ôm cục đá xanh luôn các bác này, đá xanh đàng hoàng nhé. Ôm chắc, nói chung là cục đây thì đá là nhiều. Cục đây thì nó phải nằm cỡ 3 tạ rưỡi. Thì nó có một cái vết hẫng đằng sau đây là bị cắt mất. Để to lắm, cục đây thì để nó khô kiệt rồi các bạn ạ. Cục đây có chiều cao là 1m1, ngang từ đây qua đây là 65. Đấy. Còn từ cục đá này sang đây là 50 này. Cục đá sang đây 50. Mà đá đây là 40, cao được 50, đá xanh luôn. Chắc nịch này. Chiều sâu cục đá đây chỗ đây được 37 này. Chỗ này được 24 này. Còn chiều sâu từ gỗ qua lên đây cũng được 65. Đây. 37. Cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là đây là các bác chơi tự nhiên là bao đẹp luôn. Độc đẽo nhìn được. Cái chiều hẫng của phần đằng sau bị cắt đi là đúng 50 phân. Cắt mất 50 phân. Dưới đế đây, nhẵn thín. Còn trên đầu cái chỗ từ hẫng lên đây là được 60. Ôm đá tự nhiên, chắc nịch. Bác nào thiện chí liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Ôm đá. Cà te Krông Pa hay còn gọi là gõ đỏ này.